Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi giao PT N1 phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1. Câu số 1 này. Juben ni renshu shi, zishin wo motte shiai ni nananida. Các bạn thấy ở đây phần được gạch chân chữ Hán là chữ Lâm. Như vậy chữ này sẽ có ứng cư nhomi là nozomu thể. Tờ sẽ là nozonda. Các bạn sẽ khoanh phương án số 3. Sam bằng là chính xác. Ở trong tiếng Việt mình có từ lâm trận đúng không? Thì có nghĩa là tham gia vào trận. Đấy, thì tương tự như vậy. Cái từ nô dô mự này nó sẽ mang tính chất như vậy nhé. Nó sẽ không phải là nô dô mự theo kiểu là mong cầu gì của chữ vọng đâu. Câu này có nghĩa là luyện tập kỹ càng và mang tự tin tham gia vào trận đấu. Chúng ta có chữ lâm ấy, ngoài cách đọc là nô dô mự như vậy thì cái âm onyomi của nó sẽ là din. Ví dụ các bạn có trong từ dinji. Dinji này có nghĩa là lâm thời, tạm thời. Hay là chúng ta có từ dinki ohem, có nghĩa là tùy cơ ứng biến. Các phương án còn lại ví dụ như là một một này, chúng ta có ayunda, hàm tự là chữ bộ, có nghĩa là dạo bước. Dạo bước trên cuộc đời đúng không? Số 2, ironda, chữ thiêu trong từ thiêu chiến. Idomự có nghĩa là thử thách, giống từ chosen. Số 4, các bạn có từ hoặc là hagenda, sẽ là chữ lệ đúng không? Cố gắng. Câu số 2 này. Karewa totemo majime de ii hito da ga nanen nani nani ga kikanai. Anh ấy là một người rất là nghiêm túc và là một người rất là tốt, thế nhưng mà thế này, chữ này Hán tự là chữ gì nhỉ? Là chữ dung và chữ thông đúng không? Bình thường chữ thông chúng ta hay thấy nó đọc là chư, ví dụ trong từ cô chư giao thông này, hay là chư xin thông tín vân vân. Các bạn sẽ nghĩ như vậy và các bạn sẽ chọn là hai. Nhưng mà với những cái trường hợp như thế này thì các bạn hãy thật để ý nhé, người ta sẽ dùng cái cách đọc khác của chữ thông. Nó sẽ đọc là dư, chữ này sẽ đọc là yu dư. Các bạn sẽ chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Từ này có nghĩa là cái sự linh hoạt. Yuzuga kikanai có nghĩa là thiếu sự linh hoạt, không có sự linh hoạt. Chữ dung này chúng ta sẽ có trong một số từ như là yugo này, dung hợp này, hay là chúng ta có trong từ yuxi. Đây, chữ Hán là chữ dung và chữ tư, có nghĩa là cho vay, tiền cho vay. Tiếp theo câu số 3. Kisoku o yabutta sha in ni taishi kaisha wa kibishii nanani o totta. Hán tự là chữ thố và chữ chí. Như vậy sẽ đọc là sochi. Phương án đúng là số 1. Có nghĩa là biện pháp. Đối với lại các nhân viên mà vi phạm quy tắc ấy, thì công ty đã đưa ra cái biện pháp cứng rắn, biện pháp nghiêm khắc. Các từ còn lại chúng ta có từ số 2 đọc là sochi như thế này. Chữ Hán sẽ là chữ xử và chữ chí, có nghĩa là xử trí, xử lý này. Sochi có trường âm sẽ là chữ thừa và chữ chi, có nghĩa là hiểu này, biết này. Sochi shimashita chính là wakarimashita. Và sochi như thế này là chữ trang và chữ trí, có nghĩa là thiết bị. Đúng là ichi nhá. Tiếp theo câu số 4. Kono mise wa internetto de no chumon ni nanani ni taiyo shite kureru. Từ được gạch chân là chữ tấn và chữ tốc. Như vậy sẽ được đọc là jinsoku. Các bạn sẽ
Chọn đáp án số 2. Có nghĩa là nhanh chóng. Cửa hàng ấy đã gì đấy, đã tai ô, đã đối ứng, đã xử lý, cửa hàng đã xử lý một cách nhanh chóng những cái đơn đặt hàng qua mạng. Các từ còn lại chúng ta có số 1. Chỉ số cự là ngạt thở này. Số 3, xin số cự là thần tốc nhá. Và sạt số cự thì một từ rất là quen thuộc rồi. Tảo tốc, nhanh chóng. Câu số 5. Naganen chimu nanani kita kantoku ga kotoshi de tainin suru koto ni natta. Từ được gạch chân là chữ xuất. Một chữ của N3. Nhưng tại sao lại được cho vào đây? Bởi vì là cách đọc âm cư này là cách đọc dùng cho N1. Chữ này sẽ đọc âm cư là hikiru. Phương án đúng là 2. Mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là dẫn dắt. À, cái Kantoku có thể hiểu là đạo diễn hoặc là huấn luyện viên. Thì ở đây chúng ta thấy có từ chimu, có thể hiểu là huấn luyện viên đúng không? Huấn luyện viên mà đã dẫn dắt đội trong nhiều năm ấy, thì đã được quyết định là năm nay sẽ nghỉ hưu, sẽ nghỉ này. Cái chữ này các bạn lưu ý là người ta cũng từng hỏi trong phần thi môn đài 1 rồi, dưới dạng âm ghép nhá. Thì chúng ta biết chữ này sẽ đọc là ritsu đúng nhỉ? Ví dụ trong từ kakuritsu, xác suất đấy, hay là gì nhỉ, hay là trong từ hiritsu, tỷ suất này. Nhưng mà có một cái cách đọc khác ấy, là cái cách đọc mà có thể người ta sẽ hỏi lại trong thi, đó là cách đọc là sốt sự. Ví dụ các bạn đã từng được hỏi từ kê sốt sự rồi. Kê sốt sự có nghĩa là thiếu thận trọng. Thì còn từ khác nữa, ví dụ như từ sột sen này, dẫn trước này, đi trước đón đầu này, hay là từ tô sốt sự. Thì những cái cách đọc đọc là sốt sự này các bạn lưu ý nha, có thể sẽ được hỏi lại. Phương án mà đọc là số 10 T. Số 10 T nó là chữ bối, quay lưng này. Số 3 Michibi T là chữ đạo, dẫn dắt, dẫn lối, chỉ đạo. Số 4 Matatai T, Matataku là chữ thuấn, nhấp nháy. Câu số 6, câu cuối cùng của môn A1. Shōrai ni taishite nanani toshita fuan o motteru wakamono ga oi. Từ được gạch chân là chữ mạc và chữ nhiên. Chữ nhiên sẽ có hai cách đọc là gen và nên. Ví dụ trong từ thiên nhiên đọc là tên nên đúng không? Thì trong trường hợp chữ này nó sẽ đọc là gen nhé. Các bạn có thể loại trừ được một và hai. Còn lại chữ này là chữ mạc. Các bạn có thể nhớ trong từ sa mạc đúng không? Sa mạc đọc là sa ba cự. Này, sa ba cự. Như vậy đọc là ba cự. Ba cự gen. Đáp án đúng chúng ta sẽ là số 4. Từ này có nghĩa là mơ hồ, không rõ ràng. Nhiều người trẻ ấy, họ đang mang những nỗi bất an mơ hồ về tương lai. Các phương án còn lại chúng ta có số 3 là tồn tại cái từ đó. Bozen. Hán tự là chữ này nhá. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2. Môn đai về từ vựng. Câu 7 này. Kono atari wa kōjō ga nanani shite ite kūki ga waruku natta. Ở cái vùng này ấy, thì các công trường, các nhà máy nó làm sao đấy và không khí đã trở nên tệ đi. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên đọc là kajo. Chúng ta cùng xem cách đọc trước nhé, kajo này. Từ số 2 đọc là kamitsu. Từ số 3 đọc là mitsu. Và từ số 4 đọc là mitchaku. Rồi bây giờ là từng từ một cách dùng của nó. Từ đầu tiên casual hán tự là quá và thặng. Thặng trong từ thặng dư. Quá là quá mức. Vậy thì từ casual này có nghĩa là dư thừa, quá mức. Nó diễn tả việc vượt quá cái mức độ hoặc là cái số lượng cần thiết. Đấy.
Và thông thường nó hay được dùng dưới dạng như là một tính từ nha, cho nên ở đây dùng dưới dạng là casual stay là không phù hợp, với lại dùng cho cái đối tượng là casual là nhà máy thì nó cũng không đúng lắm. Thường chúng ta sẽ nói là casual na seisambutsu này, đó là những cái đồ sản xuất dư thừa quá mức, hay là chúng ta có thể nói là từ jishin casual, đấy là tự tin quá mức, tự tin thái quá, chứ chúng ta không dùng với từ casual, nên là một là không chính xác. Từ số 2, kamitsu. Kamitsu là đông đúc dày đặc. Có bạn sẽ nhầm là hai và chọn là hai chính xác, bởi vì nếu mà dịch nghĩa là nhà máy đông đúc hay là dày đặc đúng không? Thế nhưng mà cái từ kamitsu ấy nó là được dùng như một tính từ và nó thể hiện là gì nhỉ? Quá là nhiều người đấy, hay là quá là nhiều nơi nào đó tập trung ở một chỗ, dùng như một tính từ nhá, cũng không dùng với cách dùng danh động từ như cái câu số 7 này. Chúng ta sẽ có chẳng hạn như là kamitsu no schedule này, đó là cái lịch trình dày đặc đấy, rất là nhiều việc phải làm chi chít. Hay là chúng ta có thể nói từ kamitsutoshi, có nghĩa là cái đô thị mà có dân cư tập trung dày đặc đấy. Vậy là hai cũng không phù hợp. Số 3, mitsu. Mitsu Hán tự là mật tập, có nghĩa là tập trung dày đặc, thì cái này là cái chính xác, bởi vì đây được dùng như là một danh động từ đúng không? Chúng ta sẽ có những cái từ như là chỉ gì nhỉ? Chỉ những cái địa điểm nào đó đấy, hoặc là người nào đó tập trung kín ở một nơi khiến cho không còn cảm giác như không còn khoảng hở, thì sẽ dùng cái từ mitsu này. Trong cái thời Covid là chúng ta sẽ biết rất là rõ cái từ này đúng không nhỉ? Một trong những cái mà chúng ta cần tránh. Mitsu chúng ta có thể dùng với dạng thức ví dụ như là jinkai chẳng hạn này. Đấy. Jinkai hay là từ nhà dân tập trung dày đặc này, hay là kojo này, nhà máy tập trung dày đặc này. Thì giống ở đây rồi, có từ kojo nên chúng ta chọn 3 nhé. Là phù hợp. Với dấu hiệu đó là từ Kojo và dạng CTIT. Số 4. Số 4 các bạn có từ Michiku, Hán tự là chữ mật và chữ trước. Từ này có nghĩa là gắn liền với, gắn chặt với. Đấy, chúng ta hay dùng dưới dạng thức là N ni Michiku suru, có nghĩa là gắn chặt với cái gì đó, ví dụ như là Sekatsu chẳng hạn này. Sekatsu ni. Đấy, Sekatsu ni Michiku suru có nghĩa là gắn liền với cái cuộc sống. Ví dụ như là Sekatsu ni Michiku suru shukan, cái thói quen gắn liền với cuộc sống gì đó. Đấy, không phù hợp nhá. Câu số 8, một câu về katakana. Sono senshu wa kega niyoru nagai nanani o kanji sasenai subarashii engi o shita. Vận động viên đó ấy, đã phô diễn, đã biểu diễn rất là tuyệt vời và không cho người ta cảm thấy rằng một cái gì đó dài do chấn thương. Chúng ta cùng xem các từ. Từ số 1, pose. Pose cái này nếu mà từ gốc ấy, nó sẽ có hai cách, hai kiểu. Một có thể là chữ này. Đây, pose có nghĩa là dừng đúng không? Chúng ta ví dụ như là chúng ta mở file nghe xong là chúng ta dừng lại thì dùng từ này. Hoặc là đây, pose có nghĩa là phô dáng này, khi mà chụp ảnh tạo dáng. Không phải. Từ số 2. Từ số 2 là stop. Stop, stop, stop. Dừng lại. Từ số 3 là space. Space. Không gian. Và từ số 4 là blank. À, blank. Đây. Thì từ nào phù hợp? Ở đây các bạn thấy có từ nagai đúng không? Chúng ta cùng xem nhé, từ đầu tiên ấy. Nó sẽ đi với lại dạng thô rự. Pose thô rự có nghĩa là tạo dáng, tạo kiểu. Ô, thô rự này. Không phù hợp, không phải là nagai pose hay là pose o kanjiru. Stop,
dừng lại. Nó thường dùng ví dụ như là Denja ga stop suru, có nghĩa là tàu điện dừng lại, hoặc là có thể dùng với Denja này. Đấy, có thể dùng với gì nhỉ? Có thể dùng với từ Yushio stop suru là ngừng cho vay. Hay là bus stop, trạm dừng xe buýt. Không phải. Từ số 3 là space là chỗ, không gian, khoảng không. Ví dụ là space ganai là không có không gian. Hay là ima no space đó là cái không gian của phòng khách. Ga aru này có không gian hay không có không gian này. Ganai không có không gian. Vân vân. Không đúng. Vậy ở đây liên quan đến thời gian nó phải là chữ blank đúng không? Có nghĩa là chỗ trống, khoảng thời gian trống. Thông thường nó sẽ dùng với dạng thức là blank umeru, có nghĩa là lấp cái khoảng trống. Đúng nhỉ? Hoặc là ichinem no blank, có nghĩa là khoảng trống, khoảng thời gian trống 1 năm. Đấy, chẳng hạn như là làm việc mệt mỏi quá đi chữa lành ấy, thì cái khoảng thời gian đi chữa lành đấy là coi như là trống về công việc, thì có thể dùng từ này nhá. Phù hợp nhất ở đây chúng ta sẽ chọn là 4. Cái vận động viên này thì họ vì bị thương cho nên là họ đã nghỉ không biểu diễn trong một thời gian dài. Thế nhưng mà khi họ trở lại, họ đã phô diễn cái màn biểu diễn rất là tuyệt vời, khiến cho người ta không cảm thấy có cái khoảng trống đó, thì chúng ta sẽ là Yomba. Tiếp theo câu số 9, một câu về từ láy. Chichi no jiko no shirase o kiite, haha wa do shite ii ka wakarazu nanani shite ita. Nghe tin bố tôi bị tai nạn thì mẹ tôi không biết là phải làm thế nào và mẹ tôi làm sao đó. Các từ iraira là sốt ruột. Nó dùng trong bối cảnh là một cái thứ gì đó nó không theo như mong muốn của mình ngóng chờ nó, không phải ở đây đúng không? Ororo là hoảng hốt, cuống cuồng lên. Đúng rồi. Bối cảnh ở đây sẽ là nghe tin bố bị tai nạn. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2 nhé. Ororo. Từ số 3 là Gaya Gaya. Gaya Gaya là ồn ào ở Mỹ. Nó gần giống như là Urusai ấy. Nhiều người họ nói chuyện, trao đổi rất là ồn ào. Chúng ta có thể nói là Kaigishitsu no naka ga gaya gaya shiteru, có nghĩa là trong phòng họp thì rất là ồn ào này. Suya suya là say sưa ngon lành, dùng khi ngủ. Suya suya to nemuru, ngủ ngon, ngủ say sưa. Đúng, đây phải là số 2. Câu số 10, một câu về động từ. Toshio toru to shinbun nado no chiisai ji ga gì đó mie nikuku naru. Khi mà có tuổi thì những cái chữ nhỏ trên báo nó làm sao đó và rất là khó nhìn. Thì mọi người thấy là dấu hiệu đây là chữ. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào là phù hợp. Đầu tiên, kudakete, cái này nó sẽ có dạng kanji là như thế này. Kudakete. Đấy. Thì thông thường cái chữ này có nghĩa là vỡ vụn. Đấy. Vỡ vụn hoặc là cởi mở hoặc là dễ hiểu, rất là nhiều cách dịch nhá. Chẳng hạn như là vỡ vụn nó có thể dùng cho trường hợp là cái cốc ấy. Cốp gỡ. Đúng nhỉ? Konagona ni kudakeru, có nghĩa là cái cốc nó vỡ vụn thành 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 rất là nhiều mảnh. Đấy, có thể dùng với cốp bự này, cốc vỡ này. Cái con sóng rất là lớn đúng không? Khi nó đập vào bờ nó cũng vỡ tan ra thì cũng dùng từ nami được. Nami ga kudakeru. Ngoài ra nó có thể dùng với dạng phương iki ga kudakeru, có nghĩa là bầu không khí cởi mở. Và wakariyasui mang tính dễ hiểu ấy, thì chúng ta có thể dùng từ kudaketa hyogen, đi với từ hyogen biểu hiện mang tính chất dễ hiểu, không phải quá cứng nhắc. Ở đây không phù hợp với chữ chữ loại. Số 2, darakete. Darakete từ này nó cũng khá là nhiều nghĩa. Nghĩa đầu tiên nghĩa là uể oải, nó giống từ darui. Karada ga darake Darakeru, có nghĩa là cơ thể uể oải này. Daraketa sekatsu, một cuộc sống rất là bê trễ. Nó giống Darashinai nhá. Darakete nanimo shinai, giống từ Namakeru là lười biếng, lười nhác, không phù hợp với chữ này. Số 3, Torokete.
Torokeru có nghĩa là tan chảy. Tan chảy này sẽ có hai cách hiểu. Một là đúng theo kiểu tan chảy về mặt gì nhỉ? Tan chảy về mặt vật lý ấy. Ví dụ như là bata ga torokeru là cái bơ nó tan chảy ra. Còn tan chảy thứ hai là tan chảy về mặt kiểu nghĩa bóng. Amai kotoba ni kokoro ga torokeru có nghĩa là tim tôi tan chảy vì những lời ngọt ngào. Không phù hợp với chữ. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 là boyakete là phù hợp. Này. Đây ghi thêm cái biểu hiện đây để các bạn nhớ lại. Darakete có thể đi với từ ví dụ như là từ karada này. Cơ thể uể oải này. Có thể đi với từ seikatsu này. Cuộc sống bê trễ này. Đấy. Torokeru có thể đi với từ bata này. Bơ này. Có thể đi với từ kokoro này. Và từ số 4, boyakeru. Từ này có nghĩa là mờ đi hoặc là lơ mơ. Nó sẽ diễn tả là những cái gì nhỉ? Những cái đối tượng đó ấy, nó không còn rõ ràng mà nó bị nhòe đi, mờ đi. Thông thường những cái đối tượng đi kèm nó, ví dụ chúng ta có từ ký ức, cái ký ức nó mờ đi này. Hay là chúng ta có từ chữ, đúng không? Chữ bị mờ này. Màn hình bị mờ này. Gamen, bức ảnh không còn rõ, xạ sinh. Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng nhá. Như vậy ở đây sẽ là phù hợp nhất là 4. Câu 11, một câu về tính từ. Taki no nanani nagame ni fukaku kokoro o utareta. Tim tôi bị đánh thức rất là mãnh liệt với lại cái phong cảnh gì đó của thác nước. Thì mọi người thấy ở đây có cái Hinto đó là Nagame, phong cảnh của thác nước. Vậy là phù hợp nhất trong đây sẽ là chữ nào? Số 1 các bạn có từ này là chữ hùng và chữ đại. Yudai có nghĩa là hùng vĩ. Nó dùng để chỉ quang cảnh, phong cảnh. Đúng rồi, đúng đây là một nhá. Ngoài cái từ Nagame ấy, thì cái từ Yudai này còn đi được với những từ khác. Ví dụ như là Keishiki này, phong cảnh này. Hay là có thể đi với từ Shizen, thiên nhiên hùng vĩ. Có thể đi với từ Sammyaku, núi non hùng vĩ. Đấy. Hoặc có thể đi với từ, một từ nó mang tính chất khác đi với lại mấy cái từ này. Không phải là quang cảnh, bối cảnh nữa mà là Shiso. Một cái tư tưởng vĩ đại, nó sẽ hơi khác một chút. Câu số 2. Hán tự là chữ tuyệt, chữ đại. Đọc là Zetsudai. Từ này có nghĩa là cực lớn. Nó đi kèm với những từ mang tính cố định. Chẳng hạn như là Zetsudai. Zetsudai na chien. Đúng nhỉ? Cái sự ủng hộ, cái sự chi viện, hỗ trợ cực lớn này. CG. Hoặc là Ninki. Từ số 3. Quá đại đúng không? Kadai. Quá mức. Quá đáng, quá lớn. Chẳng hạn như là Kadai na hiyo, chi phí quá lớn này. Kỳ vọng quá lớn. Kitai. Hay là yêu cầu. Từ số 4. Bodai. Khổng lồ, hay đi với lại những từ chỉ liên quan đến kinh tế, chẳng hạn như là Bodai na Shikin, nguồn vốn khổng lồ, khoản nợ khổng lồ, Fusai, hoặc là Songai, tổn thất khổng lồ. Đấy. Đây bối cảnh là phong cảnh, thác nước thì dùng hợp nhất là số 1. Câu số 12. Shotaimen nano ni nanani sareru no wa fuyukai da. Gặp nhau lần đầu tiên vậy mà cái việc bị làm sao đấy thật là không thoải mái, thật là khó chịu. Các từ nhá, đầu tiên nare nare si
Từ này có nghĩa là xuồng xã, không giữ khoảng cách, chính xác đúng không? Bối cảnh ở đây sẽ là gì nhỉ? Gặp nhau lần đầu tiên này, chưa có thân quen mấy nhưng mà lại bị đối xử một cách xuồng xã như thân mật lắm ấy. Đó là một điều khiến người ta khó chịu, đúng nhất là Ichi. Câu 2. Natsukashi. Từ này rất là quen rồi, từ này được học từ N2. Natsukashi là nhớ nhung, lưu luyến, ví dụ như là Natsukashi của một nhớ một cách bồi hồi này, hay là số 4 Natsukashi là nhớ bà này, đúng nhỉ? Gakuseiji đại gã Natsukashi nhớ thời sinh viên. Số 3. Namanamashi là mới, sống động, ví dụ như là Namanamashi Kizuato có nghĩa là cái vết sẹo vẫn còn mới. Đấy, Namanamashi Taiken là cái trải nghiệm sống động nhá, trải nghiệm tươi mới. Nasakenai cũng là một từ rất là quen thuộc, học từ N2. Thảm hại, đáng thương, thảm thương. Nasakenai Jibun, Nasakenai Sugata, Nasakenai Seiseki. Câu 13, câu cuối cùng của môn đai 2. Những câu này nhìn tưởng dễ nhưng mà lại không hề dễ. Chiho yori Tokai no hou ga shigoto no nanani ga aru. Các chữ Hán, chữ túc, chữ khẩu, chữ thủ và chữ mục, ashi, kuchi, te hay là me, tất cả những cái chữ này nó đều tạo ra những cái dạng thức gồ kê xê, những cái từ ghép đấy. Thì trong trường hợp câu này chúng ta sẽ phải lựa chọn là số 2. Shigoto no kuchi có nghĩa là gì nhỉ? Cái nơi làm việc, cái cửa để làm việc, cái gì nhỉ, chỗ để làm việc, cơ hội việc làm đấy. Ở thành phố ấy, thì cái cơ hội làm việc, cái nơi làm việc ấy, nó nhiều hơn ở địa phương, nhiều hơn ở nông thôn nhé. Đúng, đây phải là số 2. Cái này là một biểu hiện mang tính cố định rồi, chúng ta buộc phải nhớ thôi. Chữ đầu tiên là chữ túc này, nó có một số biểu hiện như sau, các bạn có thể nhớ thêm bởi vì có thể người ta sẽ hỏi. Ví dụ như là Asio Hakobu là vác chân đến, đúng không? Đi đến đâu đó nhé. Asio Hiparu là ngáng chân, cản trở ai đấy đấy. Asio Nobasu là gì nhỉ? Đi đến một nơi nào đó, kéo dài chuyến đi và tới một nơi nào đó theo dự định. À xin lỗi, ban đầu mình không định tới nơi đó nhưng mà bởi vì tiện cho nên là mình đi thêm. Nên là chúng ta sẽ không chọn cái này. Số 2. Chữ khẩu, ngoài cái này chúng ta còn có cử chi gõ từ mai này, dẻo miệng này, nói những lời hay này. Cử chi gõ ố môi là khó nói này. Hay là cử chi gõ sứ bê rự, buột miệng nói ra cái điều gì đó đấy. Số 3, chữ thủ chúng ta sẽ có tê gạ cà ca rự, nó sẽ giống như là tê ma gạ cà ca rự nhá, có nghĩa là tốn công. Chúng ta có từ tê gạ tharinai, nó giống như là hitodegat harinai là thiếu nhân công, thiếu nhân lực. Hay là tegahanasenai, không thể rời tay. Số 4, chúng ta có chữ mục. Thì chữ mục này có một số từ như là meganai, amaimono ni meganai có nghĩa là nghiện đồ ngọt này. Chúng ta có từ me ni ukabu, hiện ra trong mắt, hình dung ra. Hay là từ meo thosu, đọc qua nhé, xem qua. Môn đai số 3, môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14. Kanojo wa sugasugashi hyojo de itekimasu to ite dekakete ita. Cô ấy
Nói tôi đi đây với một cái biểu cảm sugasugashi. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Với một biểu cảm rất là dễ chịu, sảng khoái, vui tươi và đi ra ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái từ nào là phù hợp đây? Sukare kita là mệt lả, mệt rã rời. Không phải. Sawayakana là dễ chịu, sảng khoái. Đúng không? Chính xác nhé. Từ này có hán tự. Chữ sảng. Đây. Đúng là hai. Fuanso là có vẻ bất an và manzokushita là hài lòng thỏa mãn. Không phải. Câu 15. Genre を問わず映画なら好きですよ. Genre là một từ gốc Pháp. Không phải mọi từ katakana trong tiếng Nhật đều là từ gốc Anh đâu. Có từ là gốc Pháp, gốc Đức, gốc Tây Ban Nha vân vân, nhiều loại. Thì cái từ này ấy, từ gốc nó sẽ là từ này. Đây. Từ này có nghĩa là thể loại. Bất kể mọi thể loại. Dù là thể loại nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nếu là phim là tôi thích rồi. Vậy thì từ đồng nghĩa với thể loại là gì đây? Di đài là thời đại này. Cư ni là đất nước, quốc gia. Shuri là chủng loại, thể loại. Kantoku là đạo diễn. Đúng là ba. Câu số 16. Shigoto bakari no seikatsu ga tsukuzuku iya ni naru. Cái cuộc sống mà chỉ toàn công việc ấy, thì tôi ghét. Tôi cực kỳ ghét, tôi thật sự ghét. Tôi ghét đến mức tôi cảm thấy thấm thía luôn. Vậy thì từ nào mang nghĩa như vậy? Social một chút, không phải. Dan dan, dần dần. Kokoro kara là tận đáy lòng. Đúng rồi. Từ trong tim. Saisho kara là từ đầu, không đúng nhá. Cái từ tsukuzuku ấy thường nó sẽ đi kèm với lại những từ như sau. Thứ nhất, nó có thể đi với lại những cái động từ diễn tả rằng chúng ta làm cái điều đó một cách kỹ lưỡng. Ví dụ như là tsukuzuku to nagameru chẳng hạn. Đấy, ngắm nhìn một cách kỹ lưỡng này. Hay là chúng ta có thể dùng với từ kangaeru là suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. Trong trường hợp này nó giống từ jikuri. Hoặc là jikan o kakete, bỏ thời gian ra, dành thời gian ra làm đó một cách cẩn thận kỹ lưỡng. Thứ hai, khi mà đi với lại từ chỉ cảm xúc, đúng nhỉ, chẳng như là iyaninaru này này, thì nó sẽ dịch là thật sự tôi thấy như vậy, tôi thấy thực sự là ghét. Còn khi mẹ đi với động từ khác chẳng như là tsukuzuku to kanjiru là tôi cảm thấy thấm thía. Câu 17. Shitoyakana jose ga mise ni haitte kita. Một người phụ nữ shitoyaka là như thế nào? Có hán tự đúng không? Đây. Chữ hán là chữ thục, thục nữ ấy. Có nghĩa là quý phái thanh lịch. Một người phụ nữ thanh lịch đã đi vào cửa hàng. Wakawakashi là trẻ trung. Kogarana là karadagachisai, nhỏ người. Segatakai là cao. Và Johin là thanh lịch quý phái. Đúng rồi, của chúng ta là bốn nhá. Cái môn đây này các bạn không thể, nếu không biết nghĩa từ thì không thể chọn đúng đâu. Bởi vì là nếu mà ghép vào thì cái từ nào nó cũng có vẻ hợp lý. Các bạn phải bắt buộc phải biết nghĩa của cái từ được gạch chân này mới chọn được đúng. Đấy. Câu 18. その子はさっきからずっとダダをこねている。Đây là một cái biểu hiện mang tính chất quán ngữ, có nghĩa là những biểu hiện mà hiếm khi sách vở người ta đề cập đến, mà thường là trong đời sống hàng ngày. Trong phần thi JLPT N1 ấy, người ta sẽ có một số câu như thế. Thì cái từ đa đáo cố nê rự nó mang nghĩa là ăn vạ, mè nheo, đúng nhỉ? Bọn trẻ con nó sẽ gì đấy? Nó sẽ vòi vĩnh, đấy, nó tìm cách để nó kiếm được những cái thứ mà nó mong muốn nhá. Thì chúng ta thử xem là những cái nào mang tính chất như vậy. Số 1 này. Wagamama iteru là nói những điều ích kỷ. Đúng rồi, là sẽ là phù hợp nhất. Nếu các bạn chưa thấy nó giống giống với cái nghĩa vừa giải thích thì các bạn có thể đọc thêm. Số 2. Ogoe de naiteru là đang khóc lớn. Không phải. Không nhất thiết là cái từ mè nheo ăn vạ này có nghĩa là khóc lớn. Câu số 3.
Abarete dự là đang quậy phá, không phải. Nicoriguarate dự là đang cười tủm tỉm, không đúng. Đúng nhất ở đây phải là số 1. Câu số 19. ここに企業が工場を建てたことで街は蘇った。Bằng việc xây dựng nhà máy, bằng việc các xí nghiệp xây dựng nhà máy ở đây thì thành phố đã hồi sinh. Chúng ta đã biết cái từ Yomigaeru là hồi sinh rồi đúng không? Có hai Hán tự viết như thế. Yomigaeru này có thể là dùng chữ này hoặc là dùng chữ này. Đấy. Và có một cái câu chuyện khá là thú vị về tại sao Yomigaeru lại mang nghĩa là hồi sinh. CC đã tìm hiểu được và có thể kể cho mọi người nhá. Chúng ta có từ Yomi ấy ở trong tiếng Nhật ấy, đây các bạn nhìn, Hán tự là chữ Hoàng và chữ Tuyền đúng không? Hoàng Tuyền là suối vàng. À, chúng ta có từ cái rự là trở về đúng không? Thì khi mà người ta ghép lại thì tạo ra dạng thức là Yomi gai rự, có nghĩa là trở về từ suối vàng, có nghĩa là hồi sinh. Đấy, lý do tại sao nó đọc là như vậy. Thì từ hồi sinh này được dùng theo hai kiểu, một đó là cái sự sống lại. Theo đúng tính chất là một cái sinh vật đã chết sống lại. Cái nghĩa thứ hai đó là gì nhỉ? Những cái nơi mà trước đây từng rất là có cái sức sống mất đi, bây giờ có lại được cái sức sống như vậy thì sẽ dùng. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xem này, cái đối tượng là thành phố ấy, chắc chắn là mang theo cái nghĩa thứ hai đúng không? Vậy chúng ta xem cái nào phù hợp. Số 1 trở nên bẩn hơn. Không đúng. Số 2 là Matakakiga detekita là nó kaki, đây là cái sự sầm uất, cái sức sống có lại, cái sức sống có lại sự sầm uất, đúng rồi. Hai là đúng nhá. Số 3 là trở nên nổi tiếng hơn. Chưa chắc nó đã là trở nên nổi tiếng hơn, nó chỉ là nói về cái sức sống nội tại của thành phố thôi, còn nổi tiếng hay không, người ta biết hay không thì chưa chắc. Nên là 3 không phải. Số 4 là đột nhiên nó được nổi tiếng thì gần giống như là câu 3 rồi, cũng không phải, đúng nhất là 2. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, môn đai cách dùng từ. Câu 20 này, chúng ta có cái chữ này là chữ quân và chữ hành đúng không? Từ này đọc là kinko. Từ này nó mang nghĩa là cân bằng về sức mạnh hoặc là về sức nặng. Đấy, và thường có một số biểu hiện cố định như là kinko ga kuzureru, có nghĩa là cái sự cân bằng nó đã mất, nó đã sụp đổ. Kinko kamotsu, đấy là duy trì sự cân bằng, và đối nghĩa với nó sẽ là yaburu, phá vỡ sự cân bằng. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Senryoku ở đây là cái chiến lực, cái sức mạnh chiến tranh, cái sức mạnh chiến đấu của hai nước ấy ở thời điểm hiện tại nó đang giữ được cái sự cân bằng chính xác đúng không? Thứ nhất là biểu hiện kinko tamotsu, thứ hai là dùng với lại sức mạnh. Đây, senryoku giống là chikara, nên là chúng ta sẽ chọn một là đáp án nha. Ichiban. Câu 2 này. Cái tòa nhà này thì được thiết kế nhắm tới sự cân bằng với tự nhiên. Tất nhiên nếu các bạn dịch như vậy các bạn vẫn thấy nó đúng, nếu chỉ dịch theo nghĩa tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta sẽ không dùng với dạng thức như vậy, không nói là nhắm tới sự cân bằng mà dùng từ kinko này. Cái này chúng ta phải dùng là nhắm tới sự hài hòa đúng không? Chòa thì mới đúng. Cái kinko nó là cân bằng về mặt sức mạnh hoặc là sức nặng giữa hai bên cơ. Câu số 3 này. Nhà quản lý và người lao động ấy không thể nói là họ ở một cái lập trường cân bằng. Cái này phải là lập trường ngang hàng đúng không? Dùng từ đô tô. Câu 4. Sau khi thử tính cân bằng thời gian đi làm của các nhân viên thì nó ra khoảng 40 phút. Cái này chúng ta cũng không dùng từ kinko nhá. Này là tính bình quân, tính trung bình phải dùng từ heikin. 21. Memagrushi. Từ memagrushi này nó có nghĩa là chóng mặt. Nhưng mà chóng mặt này không phải là chóng mặt vì ốm, vì đau, vì hoa mắt, mà chóng mặt này là nó diễn tả cái sự thay đổi, cái sự chuyển động, chóng mặt. Chúng ta sẽ xem cái nào phù hợp này. Câu 1 này. Mainichi
Musi Atsukute Me Magurushi. Hàng ngày ấy thì bởi vì oi bức, nóng nực cho nên là tôi chóng mặt. Cái này không phải, cái này phải là chóng mặt theo đúng nghĩa. Hoa mắt chóng mặt thì dùng từ mê mai ấy. Mê mai ga suru, đúng không? Hoặc có thể dùng là kibun ga warui cũng được. Câu số 2 này. Yononaka wa me magurushiku henka shiteru. Cái xã hội này nó đang thay đổi, nó đang biến đổi một cách chóng mặt, đúng rồi. Gần như là đi với mê magurushi ấy, nó sẽ là những cái động từ diễn tả sự biến đổi, chuyển động nhá. Henka này hay là ugoku mawaru, kawaru vân vân. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là 2. Câu 3. Bởi vì chóng mặt cho nên là tôi về sớm được không? Cái này chắc chắn là cũng không đúng rồi. Cái này phải dùng mê mai ấy. Mê mai ga suru. Hoặc có thể dùng là tsukareta cũng được. Mệt mỏi. Câu 4. Mối quan hệ con người ở trong công ty ấy, bởi vì nó chóng mặt cho nên là rất là tai hên, rất là vất vả, rất là gay go. Mối quan hệ con người thì chúng ta phải dùng từ gì? Nó trở nên xấu đi, đúng không? Waruku natte này. Hoặc có thể dùng từ, một từ gọi là chuẩn N1, đấy là từ gikushaku. Gikushaku nó là waruku naru đấy. Câu số 22. Uttori. Uttori có nghĩa là say sưa mê mẩn. Đấy. Nó diễn tả mà cái việc mà chúng ta nghe, chúng ta nhìn, đúng nhỉ? Một cái thứ gì đó với cái gì nhỉ? Với sự tập trung rất là cao độ, giống như là chúng ta bị cuốn hút. Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Câu này này, chết rồi. Tôi quên ngày sinh nhật của vợ tôi rồi. Đi với từ quên thì chắc chắn là không phải dùng từ utori được, đúng không? Từ này phải là từ gì? Teshimata, đây là sẽ phải là từ ukari. Tôi lỡ. Câu số 2. Sau khi dành thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời sau. À, dành thời gian suy nghĩ kỹ, đây phải dùng từ jikuri mới đúng. Không phải là từ utori. Câu số 3 này. Sau khi ngay ngay khi hai you ngay ngay khi diễn viên đó xuất hiện ở trên sân khấu ấy, thì các cô gái đã ngắm nhìn một cách rất là say sưa mê mẩn, đúng rồi. Chúng ta thấy có từ Mitsumeta này. Đúng là 4 nhá. Câu số 4 này. Nếu mà gội bằng cái loại dầu gội này ấy thì tóc nó sẽ mê mẩn, không phải đúng không? Tóc nó sẽ mềm mượt. Cái này các bạn có thể dùng từ shitori. Tiếp theo. Câu số 23. Hán tự của chúng ta trông thì rất đơn giản nhưng mà để biết nghĩa thì cũng lại là một bài toán khác. Chữ thủ và chữ thượng. Otage. Otage. Chịu thua, đầu hàng, bó tay, không có cách giải quyết vấn đề. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp nha. Câu 1 này. Những người nào mà có kỳ vọng, những người nào mà mong muốn ấy thì xin mời hãy đầu hàng, không phải. Cái này sẽ là xin mời hãy giơ tay. Này phải là teo agete, đúng không? Này, chứ không phải là otage như này nha. Câu số 2 này. Chúc mừng cho hạnh phúc của hai người, hãy cùng nhau bó tay nào. Không phải, hãy cùng nhau kampai chẳng hạn này, hãy cùng nhau cạn ly. Hoặc là hãy cùng nhau vỗ tay, đúng không? Hakushu. Câu số 3. Nếu như cái máy này nó hỏng ấy là chúng ta bó tay, chúng ta đầu hàng. Đúng rồi. Máy hỏng thì không còn công cụ để làm nữa, coi như là hết cách. Chính xác là 3 nhé. Câu 4 này. Để tìm kiếm đứa trẻ mất tích ấy, thì hãy đầu hàng, không phải. Đây là hãy tewake, hãy chia nhau ra tìm. Hãy chia nhau ra tìm đứa trẻ mất tích. Câu 24. Câu 24 các bạn có chữ Hán là chữ căn và chữ thâm. Từ nào là nebukai.
Từ Nebukai này nó sẽ mang nghĩa là ăn sâu bám rễ. Nghĩa đen của nó ví dụ như là Nebukai cư sợ cái cỏ mà nó rễ nó mọc rất là sâu ấy, nó ăn sâu vào đất ấy, thì dùng nhá, có nghĩa là cỏ đâm sâu này, cái phư sinh càng này, cái cảm giác không tin tưởng rất là sâu sắc, đã ăn sâu bám rễ này, vấn đề này, môn đai. Khi đi từ môn đai thì mang nghĩa là phức tạp, phức giác sự, thì chúng ta xem từ nào phù hợp. Để trồng cây ấy thì tôi đã đào một cái lỗ, tôi đã đào một cái lỗ ăn sâu bám rễ ở mặt đất, không phải đào một cái hố sâu đúng không? Từ này dùng từ phứ cai bình thường thôi. Câu 2, vì vấn đề này phức tạp cho nên là không thể giải quyết đơn giản được. Đúng rồi, số 2 có nghĩa là cái vấn đề này nó đã ăn sâu quá vào tiềm thức đấy, rất là khó để thay đổi, rất là khó để giải quyết. Đi với từ môn tài. Câu 3, vậy thì hãy ngồi đây và hít thở thật sâu. Cái này phải dùng từ phư cai cự. Và câu 4, câu chuyện quá khó cho nên là tôi không thể hiểu sâu đúng không? Cái này, giờ này cũng dùng từ phư ca cự nhá, hoặc là có thể dùng từ hakiri, không thể hiểu rõ. Câu cuối cùng, câu số 25. Câu 25 Hán tự của chúng ta đấy là chữ hoãn và chữ hòa, đọc là kangwa. Từ này nó sẽ mang nghĩa là nới lỏng, xoa dịu, làm giảm bớt. Nó được dùng như cả tự hoặc là tha động từ nhá. Ví dụ như là chúng ta có từ konjatsu này, konjatsu là sự hỗn tạp, sự đông đúc đúng không? Thì konjatsu ga kanwa suru ấy có nghĩa là sự hỗn tạp, nó cái sự đông đúc ấy nó giảm bớt đi này, itami này, cơn đau này, cơn đau nguôi đi, cơn đau giảm đi này đấy, hay là gì nhỉ, jutsu chứng đau đầu này, giảm bớt này. Đi với trợ từ ga kanwa suru cũng có thể là dùng như là một tha động từ, chẳng hạn như là segeo kanwa suru, đấy là nới lỏng cái hạn chế. Chúng ta cùng xem câu 1. Vùng này ấy, dù là giữa mùa đông nhưng cái khí hậu nó, cái này là không phải là khí hậu dùng cho cái từ kanwa, cái này phải dùng từ gì nhỉ, cái này phải dùng từ ondan, khí hậu ấm áp thì mới đúng. Câu số 2, mẹ tôi tính cách, nói về tính cách con người cũng không dùng từ kanwa này. Mẹ tôi tính cách làm sao? Tính cách ôn hòa đúng không? Tính cách rất là ôn hòa. Cho nên là lúc nào cũng nhẹ nhàng. Câu số 3 này, bởi vì tôi đã ăn quá nhiều cho nên là tôi đã nới lỏng cái beruto, cái thắt lưng. Không phải. Trường hợp này chúng ta phải dùng từ yurumeru nhá. Không được dùng từ kanwa. Mặc dù nó mang nghĩa như vậy đấy, nhưng mà nó không phải là nới lỏng một cái vật gì đó cụ thể. Yurumeru. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 chúng ta thấy là Kono kusuri o nomu to itami ga kanwa sareru. Đấy là nếu uống thuốc này thì cơn đau sẽ gì nhỉ? Sẽ được làm giảm bớt, sẽ được xoa dịu. Rồi, hinto là itami. Thì đây là cái phần chữa cái đề thi này. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ và xem lại các video để củng cố thêm kiến thức. Hy vọng các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ các video của anh Sensei, cũng như là nếu có khó khăn gì thì có thể liên hệ qua page cũng như là comment ở phần bình luận phía dưới, Sensei sẽ giải đáp. Chúc các bạn ôn tập thi thật là tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.